Rồi, chào anh em, mời anh em xem chiếc DD90, Super Cup 90. Anh em mình có nhu cầu về chơi xe cổ thì alo, xe này bao rút hồ sơ toàn quốc cho anh em. Mình xây một vòng rồi cho anh em xem một số chi tiết của xe ha. Này sơn xi riêng, máy móc riêng. Anh em mình cần thì alo. Yên riêng ha. Rồi anh em mình có nhu cầu thì vui lòng alo số điện thoại 0978 79 798 ha. Phục này riêng ha. Heo xe. Gấp sau nó cũng heo xe luôn. Made in Japan. Cốp heo xe. Sơn sơn heo xe, sơn zin heo xe. Về sau này heo xe luôn. Giò đạp heo xe. Cần số cần thắng. Cần thắng ha. Cây bô này C50 đến C100 ha. Honda. Máy này chưa bung nha anh em. Về thì nó có lát một miếng chỗ này do chó nó gặm, còn nhiều là rin tất thằng tật. Đó. Chỉ có trầy nhẹ và lát cái xíu này thôi, tất cả là ok hết. Anh em mình có nhu cầu về chơi thì alo. Tay đèn thì quá đẹp ha, xi nhan đẹp nè, kéo đèn đẹp luôn, đèn pha. Này đừng bị lỏng xì. 898. Rồi anh em mình có nhu cầu hãy alo số điện thoại 0978 79 79 78 ha. Anh em cứ ngắm qua cái video này. Giá chiếc này là 38 triệu bao rút hồ sơ. Anh em mà cần về sưu tầm nhiệt tình thì alo số điện thoại, mình sẽ có giá ưu đãi cho anh em. Và ít cà phê ha. Rồi video này tạm dừng. Chào anh em, hẹn gặp lại anh em ở video sau. Chúc anh em có ngày làm việc vui khỏe, công việc thuận lợi ha. Hẹn gặp lại anh em ở video khác với một chiếc xe khác. Anh em cần alo xe, các loại xe CD 50 90 125 hay là xe CL 50 hay là cúp 50
70-90. Rồi những các dòng xe cổ thì nếu mà anh em cần thì alo, nếu mình có thì mình chưa chia sẻ cho anh em, còn hết thì mình sẽ báo là xe đã chưa có ha. Bye bye anh em, hẹn gặp lại anh em ở video sau nha.